Oppo Reno 6 5G độ sắc một tí cùng với Oppo Reno 6Z nhỉ. Các bạn đã đến với Zetech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Và vừa nãy thì mình cũng đã up video Reno 6Z lên rồi đó, các bạn có thể xem thông qua trên đây nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp tiếp chiếc Oppo Reno 6 5G để xem là sản phẩm này nó sẽ có những gì. Mình sẽ tìm điểm để bóc siêu này. Bóc siêu ra đây. Trời ơi, cảm giác bóc siêu lúc nào cũng là cảm giác tuyệt vời. Chúng ta sẽ lấy chiếc máy ra, ở bên trong là chiếc Oppo Reno 6. Và có thể là các bạn cũng đã biết rồi về giá bán các thứ của sản phẩm này, thì bây giờ đang launching sản phẩm mà. Và nếu như các bạn đã quan tâm và muốn mua chiếc Oppo Reno 6 này thì có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những khuyến mãi đặt trước, như là được tặng kèm một chiếc tai nghe đến từ Oppo này, trả góp 0% vân vân mây mây. Nói chung rằng là quà tặng của những chiếc máy này thì rất là nhiều. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộp và bên trong sẽ đựng sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ốp lưng của silicone. Ốp lưng thì cũng được làm theo dạng kiểu viền vuông nhá, rất là đẹp. Và các bạn sẽ có ở đây là thân máy của chiếc Oppo. Trời ơi, nó đẹp các bạn ơi. Nhìn này. Trời ơi, nó vuông, nó đẹp. Mặt lưng này. Ôi, để qua bên này tí. Chúng ta cứ xem hết một phụ kiện đã rồi tính sau. Ở bên dưới thì tất nhiên các bạn cũng sẽ có một sợi cáp USB-C màu trắng cùng với một củ sạc Oppo SuperVox. Củ sạc này thì cũng sẽ có công suất lên tới là 65W nhá. Và nó sẽ mang tới chúng ta một cái tốc độ sạc pin là cực kỳ nhanh. Tiếp theo thì các bạn vẫn sẽ có đây là tai nghe USB Type-C. Nói chung là rất là đầy đủ. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ hết bộ phụ kiện này qua một bên và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính. Đó chính là chiếc Oppo Reno 6. Tới với nhân vật chính của chúng ta, Oppo Reno 6Z. Và đây là Oppo Reno 6. Các bạn có thể nhìn thấy rằng mặc dù mặt lưng thì sẽ có màu khá là giống nhau, nhưng do là cái chất liệu thiết kế của nó đã khác nhau đi nên là khi chúng ta cầm vào sẽ cảm giác nó rất là khác. Đối với mặt lưng nhựa trên chiếc Oppo Reno 6Z ấy, thì nó sẽ có một cái độ nhám tốt hơn. Nó nhám, nó sần nhiều hơn so với cái độ nhám ở trên mặt lưng của Oppo Reno 6. Nên khi mà sờ vào mặt lưng của Oppo Reno 6Z ấy, mình vẫn thích hơn là cảm giác sờ vào mặt lưng của Oppo Reno 6. Nhưng mà Reno 6 thì nó sẽ là mặt lưng kính. Trời ơi, nó xịn, nó cao cấp. Và chúng ta cũng sẽ có luôn viền vuông với build từ kim loại. Mặc dù vậy nhá, nhưng khi chúng ta nhìn gần hơn vào cái phần khung viền của chiếc Oppo Reno 6 á, các bạn vẫn có thể thấy rằng ở cái phần viền này nó được làm một cái đường cắt khá là mềm. Và nó giúp cho chúng ta khi mà cầm lên tay này, nó không bị cái hiện tượng là kiểu sắc sắc, lẹm lẹm rồi cấn cấn ấy. Cấn thì chắc chắn là nó có cấn, nhưng mà nó cũng đỡ hơn những chiếc máy đến từ hãng A. Nói chung là như vậy, cầm nắm, cầm trên tay nó rất là sướng. Sướng thật sự luôn các bạn ạ. Rồi cho tới phần cụm camera ở bên trên đây thì chúng ta vẫn sẽ có 3 camera với độ phân giải là 64MP cho camera chính, 8MP cho camera ultra wide và 2MP cho camera macro. Tức là về số lượng cũng như là về tính năng của camera thì nó cũng giống tương tự như trên chiếc Oppo Reno 6Z. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm chụp ảnh là tương đương nhau. Nhưng trên Oppo Reno 6 các bạn sẽ nhìn ở phần đèn flash đây, đặt cạnh Reno 6Z này, thì Oppo Reno 6 nó sẽ có cho chúng ta đèn flash với hai tông màu, một tông nóng và một tông lạnh. Thì khi nó pha vào nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ánh sáng là tốt hơn khi mà sử dụng chụp ảnh với đèn flash. Nói chung là nó cũng sẽ có những điểm cải tiến để giúp chúng ta có những cái trải nghiệm là tuyệt vời hơn khi mà sử dụng để chụp ảnh. Cụm camera cũng vẫn sẽ được thiết kế từ kim loại nhá, rất là đã. Nói chung rằng cầm sản phẩm này lên thì nó sướng. Nói chung là như vậy. Tới với mặt trước đi, chúng ta sẽ có đây là màn hình kích thước 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus, tấm nền AMOLED và các bạn cũng sẽ có tần số quét lên tới là 90Hz. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta tất cả những yếu tố từ tương phản, từ giải màu, từ độ sáng cho tới việc là độ mượt mà trên các màn hình. Và các bạn sẽ nhìn vào phần viền hai bên cũng như là phần viền bên trên cho mình này. Trời ơi, nó mỏng thật sự các bạn ạ, nó mỏng dã man luôn ấy. Và khi đi lui ra phần viền này thì nó cũng sẽ được làm cong nhẹ 2.5D ở đây để giúp cho chúng ta có những trải nghiệm khi mà vuốt từ ngoài vào là sướng hơn, là đã hơn. Nói chung là cái phần hoàn thiện của Oppo Reno 6 thì mình đánh giá nó rất cao từ độ khít,
rồi cho tới hoàn thiện tỉ mỉ từng tí một ở cái phần viền này. Và chúng ta sẽ nhìn thêm vào cái phần loa thoại ở phía bên trên nhá. Oppo cũng đã rất là khéo léo khi mà vát một tí ở cái phần viền để đặt rất là gọn gàng cái loa thoại, giúp cho cái phần viền bên trên nó được làm mỏng nhất có thể, không bị ảnh hưởng với cái loa thoại. Nói chung rằng là build trên con này thì quá tuyệt vời. Đối với cấu hình hiệu năng được trang bị trên chiếc máy này thì chúng ta sẽ có đây là gân chip Dimensity 900, các bạn sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Mình cũng đã chấm thử điểm AnTuTu Benchmark trên chiếc Oppo Reno 6 này với con chip là Dimensity 900 thì chúng ta sẽ có đây là 430.000 điểm AnTuTu, điểm CPU sẽ là 115.000 và điểm GPU sẽ là 121.000. Một số điểm nó khá là cao và cái GPU này, điểm GPU như thế này thì nó sẽ tương đương với một con chip là Snapdragon 855 đó các bạn. Như vậy thì hiệu năng của con máy này, hiệu năng thực tế sử dụng của nó cũng sẽ rất là gờm đấy. Và mình cũng sẽ có cái video test game sau đến cho các bạn nhá. Nên các bạn cứ chờ đi, hiệu năng của con này không phải dạng vừa đâu. Cũng giống như Oppo Reno 6Z thì con Oppo Reno 6 này chúng ta cũng sẽ có công nghệ đó là tăng RAM bằng phần mềm. Các bạn có thể sử dụng tối đa lên tới là 5GB bộ nhớ trong để sử dụng làm bộ nhớ cho RAM. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể sử dụng đa nhiệm rất là tuyệt vời, rất là thoải mái trên cái sản phẩm này. Và không phải bỏ thêm tiền ra để mua RAM đúng không bạn? Đối với một sản phẩm bình thường là 8GB RAM, mức giá của nó sẽ khoảng là 13 triệu đi. Thì nếu như nó là 12GB RAM thật thì các bạn sẽ phải bỏ ra mức tiền là 14 triệu. Nhưng khi chúng ta có cái RAM được sử dụng bộ nhớ trong làm RAM như thế này thì giá tiền của chiếc máy nó cũng đã có phần nào rẻ đi để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Thì đó là những cái nhận định của mình. Cùng với đó thì hiện nay chiếc Oppo Reno 6 này cũng đã được chạy sẵn trên hệ điều hành Android 11 cùng với phiên bản ColorOS V11.3. Nó cũng mang lại cho chúng ta những trải nghiệm rất là mượt mà rồi. Và khi mà mình vuốt, mình chạm và mình lướt trên cái màn hình này á thì mình có một cảm giác là giống như kiểu cái màn hình này nó 120Hz chứ không phải 90 nữa. Bởi vì cái độ mượt trên cái giao diện này nó tối ưu một cách rất là ngon. Mình bất ngờ thật sự luôn các bạn ạ. Nó có rất nhiều những cái điểm làm cho mình phải bối rối khi mà nhìn vào cái... Nó mượt thực sự, nói chung là nó mượt lắm. Cuối cùng sẽ là viên pin được trang bị trên chiếc Oppo Reno 6 này sẽ có dung lượng là 4300 mAh. Nó cũng sẽ không phải là một dung lượng quá lớn, nhưng mà đối với công nghệ SuperVOOC đến từ Oppo cho chúng ta công suất sạc lên tới là 65W thì pin chưa bao giờ là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ. Giống như kiểu là mình dùng trước Oppo Find X3 Pro này, cứ hết pin cắm sạc vào khoảng tầm 30 phút thôi là chúng ta đã gần đầy pin để mà sử dụng rồi. Nên là các bạn cũng sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề này. Với chiếc Oppo Reno 6 ấy, với dung lượng pin như thế này thì mình đoán cũng sẽ chỉ mất khoảng tầm 35 phút để sạc đầy 100% thôi. Một cái tốc độ sạc cực kỳ kinh khủng đến từ nhà Oppo. Nói chung đặt cạnh hai con máy này vào thì rõ ràng chúng ta thấy Oppo Reno 6 vẫn là con máy mang lại chúng ta một sự hứng thú hơn ở cái phần thiết kế, ở cái phần trải nghiệm khi mà nhìn vào. Nó đã, nó sướng. Còn các bạn thấy sao về Oppo Reno 6? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới bình luận của video. Video mình giải tại đây nhá. Các bạn có thấy hữu ích đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của The Tech. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video